Hà Nội sẽ công bố công khai tên của các cơ sở cung cấp rượu không an toàn trên địa bàn. Đây là một trong những nội dung quan trọng của tháng hành động về an toàn thực phẩm tới đây. Cụ thể thì tháng hành động về an toàn thực phẩm sẽ bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5. Trong thời gian này thì thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất và kinh doanh rượu. Những cơ sở không đảm bảo an toàn thực phẩm thì sẽ bị nêu tên công khai. Biện pháp này được kỳ vọng là sẽ góp phần hạn chế rượu không có nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng tràn lan trên thị trường. Thời gian vừa qua thì liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc rượu gây nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng của người tiêu dùng.